một người đàn ông lực lưỡng đi lại trong phòng giam. Anh ta ở trong tù đã 10 năm, hôm nay chính là ngày được trả lại tự do. Người đàn ông này tên là James đang nhìn chăm chú như mất hồn vào bức ảnh cũ trên tường. Đó là bức ảnh của anh và anh trai đã bị giết cách đây 10 năm. Kể từ ngày anh trai mất, lúc nào James cũng nghĩ đến việc trả thù. Anh ta được đưa đến văn phòng của quản giáo. Quản giáo cố gắng nhắc nhở và dặn dò anh trước khi được mãn hạn. Khi ở trong tù, James không bao giờ gây rắc rối. Tuy nhiên, bất cứ ai khiêu khích sẽ bị anh ta dạy dỗ một cách nghiêm khắc. Mặc dù không thuộc bất kỳ băng đảng nào, nhưng James được mọi tù nhân ở đây coi như một ông trùm. Quản giáo khuyên nhủ James sau khi trở lại cuộc sống bình thường hãy lương thiện. Nhưng James bỏ ngoài tai mọi lời nói, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đếm thời gian trôi qua. Anh ta đang nóng lòng muốn rời khỏi đây. Ngay khi vừa bước ra khỏi cổng trại giam, James đã ném tấm thẻ mà quản giáo đưa cho anh ta. Người quản giáo nói rằng nếu gặp khó khăn có thể tìm người trên danh thiếp giúp đỡ. Nhưng James đã có kế hoạch của riêng mình. Anh ta nhanh chóng rời khỏi nhà tù hoang vắng, sau đó chạy vào một bãi đậu xe bỏ hoang. James tìm thấy một chiếc xe, bước vào trong và mở một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Người đàn ông đeo kính trong ảnh chính là mục tiêu đầu tiên phải trả thù. Ngay lập tức James khởi động xe phóng như tên lửa đến chỗ mục tiêu. Anh lao vào một tòa nhà văn phòng tìm kiếm khắp mọi nơi. Mọi người ở đây đều rất ngạc nhiên cho đến khi anh tìm thấy người đàn ông đeo kính đang ngồi trong góc. Người này rõ ràng đã nhận ra James, nhanh chóng đứng dậy và có vẻ lo lắng. James không nói bất cứ lời nào, thẳng tay bóp cò giết chết anh ta. Văn phòng bỗng trở nên náo loạn, những người khác sợ hãi bỏ chạy. Chỉ có James vẫn bình tĩnh hiên ngang bước ra khỏi tòa nhà. Sau đó anh tìm đến chỗ người cung cấp manh mối trước đó để lấy thông tin mục tiêu tiếp theo. Nhưng bên kia thản nhiên đưa ra một cái giá cao hơn và bị James từ chối. Để đe dọa đối phương chấp nhận thỏa thuận, bên kia lập tức gọi một người đàn ông to lớn bước vào. Anh ta là quán quân quyền Anh trong thành phố. Tuy nhiên khi nhìn thấy hình xăm trên tay James, anh ta đã sợ hãi và bỏ chạy ngay lập tức. Thấy vậy, bên kia sợ hãi ngoan ngoãn giao thông tin mà không lấy một xu. Lúc này cảnh sát cũng xem lại máy quay giám sát ở văn phòng. Họ đã tìm ra danh tính của James. Vừa mới ra tù chỉ một ngày, anh ta đã nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát. Không chỉ vậy, cảnh sát còn lục lại hồ sơ vụ án của James. 10 năm trước James cùng anh trai tham gia một vụ cướp. Anh ta chịu trách nhiệm lái xe tẩu thoát. Với kỹ năng tuyệt vời, họ đã thành công thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Nhưng ngay sau đó họ đã bị một băng đảng khác đột nhập và bắt giữ cả hai anh em. Chúng dùng mạng sống của anh trai để đe dọa, yêu cầu James nói ra vị trí số tiền vừa cướp được. Để cứu anh trai, James chỉ có thể nói ra số tiền đó đang giấu ở đâu. Không ngờ tên cướp đã trở mặt giết anh trai ngay lập tức. Tất cả mọi chuyện đều bị một tên cướp khác quay hình lại. Sau khi lấy được tiền, bọn chúng từ phía sau bắn vào đầu James. Mặc dù được cấp cứu nhưng các bác sĩ đã rất tiếc phải thông báo về cái chết của James. Bất ngờ anh ta tỉnh dậy trên bàn mổ khiến mọi người hốt hoảng. Hóa ra viên đạn đã được lấy ra khỏi hộp sọ nên không nguy hiểm đến tính mạng. Anh ta phải cấy vào một tấm kim loại để vá hộp sọ. Từ đó trở đi, lý do duy nhất khiến James tồn tại là trả thù cho anh trai. Mục tiêu tiếp theo chính là người đàn ông biến thái cầm máy quay lại cảnh hôm đó. Đã 10 năm trôi qua nhưng gã đàn ông biến thái vẫn ngựa quen đường cũ. Dưới cái mắt người già, ông ta đã lừa một cô gái ngây thơ đến nhà riêng, đúng lúc ông ta đang ghi hình và chuẩn bị giở trò đồi bại. James bất ngờ giơ chân đá tung cánh cửa, không nói một lời anh rút súng ra bắn chết tên biến thái. Cô gái vô cùng hoảng sợ cầu xin James đừng làm hại cô. Anh chỉ liếc nhìn cô gái sau đó rời đi vì không muốn giết người vô tội. Khi bước ra khỏi phòng, tên sát thủ đột nhiên xuất hiện ở cuối hành lang. Một người đàn ông bí ẩn đã thuê anh ta đến đây để ám sát James. Ngay khi tên sát thủ chuẩn bị bắn thì một cô gái nhỏ bất ngờ xuất hiện phá hỏng kế hoạch. James nhanh chóng nhận ra vị trí tên sát thủ, lập tức đẩy cô gái nhỏ ra. Một cuộc đấu súng bắt đầu diễn ra. James khí thế mạnh mẽ liên tục áp sát khiến tên sát thủ chỉ biết nấp sau bức tường không thể tấn công. Khi anh ta bước ra thì phát hiện James đã lái xe rời khỏi đó. Sau đó James tìm đến nơi ở của bạn gái cũ và biết rằng cô ấy đã kết hôn và có một gia đình hạnh phúc. James không muốn phá hoại gia đình bạn gái cũ. Chỉ là trước khi anh vào tù, bạn gái cũ đã có thai. Anh hy vọng được gặp con của mình. Không ngờ bạn gái cũ lại nói rằng sau khi bị bắt giam, James đã cắt đứt mọi quan hệ với cô. Cảm thấy khó khăn khi phải tự mình nuôi dạy một đứa trẻ, vì vậy cô ấy đã phá thai. James choáng váng nhưng dù sao anh cũng không phải bận tâm về ai khi thực hiện kế hoạch trả thù. Đây là một hộp đêm đông đúc và náo nhiệt. James đang nhìn chằm chằm vào tên vệ sĩ đứng trước cửa. Đây chính là mục tiêu trả thù tiếp theo. Tên vệ sĩ là kẻ đã ra tay giết chết anh trai của James. Bằng mọi cách anh bám theo và gặp vệ sĩ trong phòng tắm. Trong nháy mắt anh ta nhận ra người quen và biết rằng hôm nay chỉ có một trong hai người sống sót rời khỏi đây. Cả hai bắt đầu ra tay nhưng James rõ ràng là có kỹ năng tốt hơn. Anh đấm vào mặt khiến tên vệ sĩ ngã xuống đất. Thấy bản thân rơi vào thế bất lợi, hắn ta nói với James hãy để mình gọi điện cho con trai lần cuối. James buông tay tha mạng cho hắn vì cảm thấy thật tội nghiệp nếu đứa trẻ mất cha. Nhưng ngày hôm sau anh nghe được từ đài phát thanh tin tức tên vệ sĩ được đưa đến bệnh viện để điều trị. Nghĩ về cái chết bi thảm của anh trai, cơn tức giận lại trào dâng trong lòng. Vì vậy James vội vàng quay đầu xe phóng về phía bệnh viện. Lúc này bệnh viện đã bị cảnh sát bao vây. Cảnh sát Cap đã linh cảm James sẽ không từ bỏ việc trả thù nên mai phục đợi James xuất hiện. Tuy nhiên James vẫn một mình đột nhập vào phòng mổ, thẳng tay bắn chết tên vệ sĩ. Khi nghe thấy tiếng súng, ngay lập tức Cap chạy đến phòng mổ nhưng James đã biến mất từ lâu. Anh vội vàng đuổi theo bắt gặp James ở hành lang.
Cả hai đấu súng ác liệt và đột nhiên ánh đèn vụt tắt. Chỉ trong nháy mắt, một khẩu súng lục đã dí vào trán của Cap. Đối mặt với James, viên cảnh sát nghĩ chắc chắn hôm nay sẽ hy sinh, vì vậy anh quỳ xuống sẵn sàng. Nhưng khi mở mắt ra, anh phát hiện James đã biến mất. Mặc dù là tên giết người, nhưng không bao giờ James làm hại người vô tội. Trên đường về, anh gặp lại tên sát thủ. Ngay lập tức hắn lái xe đuổi theo James. Hai chiếc xe lao như điên trên đường cao tốc. Lợi dụng điểm mù của chiếc xe tải, James đã lướt nhanh sang làn bên cạnh. Tên sát thủ phanh gấp, suýt chút nữa đã phải bỏ mạng. Đúng lúc hắn hoàn hồn quay sang thì nhận ra khẩu súng trên tay James đã nhắm sẵn. Nhưng tên sát thủ không phải mục tiêu trả thù của James. Anh bắn thủng lốp xe đối phương. Không ngờ tên sát thủ cũng bắn trả khiến James bị thương. Anh vội vã lái xe đi, sau đó lẻn vào một căn phòng. James chĩa súng vào đầu mẹ vì nghĩ rằng chính cha là người ám hại anh em họ. Trước đây giữa anh và cha xảy ra bất đồng và không bao giờ quan tâm đến nhau. Nhưng bà mẹ đã nói rằng mặc dù không thích James, nhưng dù sao hai anh em cũng là máu mủ. Làm sao ông ta có thể bán đứng các con của mình? James nghĩ những gì mẹ nói có lý. Nếu người cung cấp thông tin vụ cướp của hai anh em không phải là cha thì có thể là ai? James không có thời gian để suy nghĩ thêm vì vẫn còn kẻ thù cuối cùng cần giải quyết. Anh lái xe đến một nhà thờ nơi mục tiêu tiếp theo đang ở đó. Lúc xảy ra vụ án, hắn ta chỉ là một tên cướp. Nhưng giờ đây đã trở thành một linh mục khuyên mọi người hãy hướng thiện. Bài phát biểu đầy nhiệt huyết của hắn nhận được sự ủng hộ của toàn bộ khán giả phía dưới. Tuy nhiên khoảnh khắc nhìn thấy James bước vào, linh mục trở nên choáng váng. Vị linh mục nói với James hắn đã đợi ngày này 10 năm rồi. Sau chuyện xảy ra 5 năm đó, hắn chọn nghề linh mục cũng để giúp đỡ những người đã từng mắc sai lầm. Nhưng James vẫn không thể tha thứ cho hắn. Anh không tin bọn cướp có thể thay đổi suy nghĩ và nhất định phải trả thù cho anh trai. James rút khẩu súng lục của mình ra và chĩa về phía linh mục. Biết không thể trốn thoát, linh mục bình tĩnh quỳ xuống cầu nguyện chuẩn bị nhận cái chết. Tuy nhiên đến giây phút cuối cùng, James quyết định không giết hắn. Vì linh mục đã thú nhận mọi tội lỗi của mình nên anh quyết định cho hắn một cơ hội để hoàn lương. Toàn bộ kẻ thù đã bị xử lý và James không còn phải lo lắng nữa. Anh ngồi một mình trong nhà thờ đối diện với cây thánh giá. James cảm thấy cuộc sống của mình không còn điều gì ý nghĩa. Đúng lúc đó tên sát thủ lại xuất hiện. Hắn ta cầm súng nhắm vào đầu James chuẩn bị kết liễu. Nhưng James chỉ im lặng. Tên sát thủ hỏi tại sao anh không giết hắn ngay từ đầu. James nói rằng tại sao phải giết khi giữa hai người họ không hề có thù oán. Sát thủ cảm thấy bị khiêu khích vì trong sự nghiệp hắn chưa bao giờ nhận thất bại, mà lần này lại để James qua mặt dễ dàng. Thấy đối phương không còn chút hứng thú, tên sát thủ bất ngờ nói rằng James vẫn còn một kẻ thù chưa xử lý xong, đó là người đàn ông đã thuê hắn giết anh. Bốn mục tiêu trước đó chỉ là con tốt của hắn ta. Trong lúc James còn kinh ngạc thì Cap đã xuất hiện phía sau. Anh ta dùng súng để buộc tên sát thủ bỏ vũ khí xuống, sau đó đột nhiên tự tay bắn vào đầu James. Hóa ra anh ta chính là người đàn ông bí ẩn đã thuê tên sát thủ đến đây. Anh ta cũng là người đã bắn James từ phía sau trong vụ cướp năm đó. Tên sát thủ hỏi Cap tại sao lại làm vậy. Vì James còn không biết danh tính thực sự của kẻ chủ mưu, đâu cần phải giết anh ta. Cap nói với tên sát thủ người báo tin năm đó chính là bạn gái của anh trai James. Giờ đây cô ta đã trở thành vợ của Cap. Với khả năng của James, sớm muộn gì cũng sẽ tự tìm ra danh tính kẻ chủ mưu. Thay vì ngồi chờ chết thì tốt hơn hết phải loại bỏ anh ta trước để tránh rắc rối sau này. Sau đó tên sát thủ từ chối nhận hoa hồng và rời đi. Còn lại một mình Cap quyết định rửa tay gác kiếm, không bao giờ giết người nữa. Anh gọi điện cho vợ báo tin vui và từ nay sẽ sống hạnh phúc cùng gia đình. Ngay sau đó một viên đạn bất ngờ bắn từ phía sau trúng viên cảnh sát. Hóa ra là James chưa chết vì mảnh kim loại trong trọ đã cản viên đạn của Cap. Nhìn vẻ mặt thê thảm của viên cảnh sát, James lạnh lùng bóp cò. Đặc vụ đã kết thúc cuộc đời tội lỗi của mình. Và James cuối cùng cũng thanh thản vì thành công trả thù cho anh trai.